Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 7. Danh tiếng hơn dầu quý giá, ngày chết hơn ngày sinh. Đi đến nhà tang chế hơn là đến nhà yến tiệc, vì tại đó thấy sự cuối cùng của mọi người, và người sống để vào lòng. Buồn rầu hơn vui vẻ, vì nhờ mặt buồn lòng được vui. Lòng người khôn ngoan ở trong nhà tang chế, còn lòng cả ngu muội ở tại nhà vui sướng. Thà nghe lời quở trách của người khôn ngoan còn hơn là câu hát của kẻ ngu muội. Vì tiếng cười của kẻ ngu muội giống như tiếng gai nhọn nổ dưới nồi. Điều đó cũng là sự hư không. Phải, sự sách thủ tiền tài làm cho kẻ khôn ra ngu, và của hối lộ khiến cho hư hại lòng. Cuối cùng có một việc hơn sự khởi đầu nó, lòng kiên nhẫn hơn lòng kiêu ngạo. Chớ vội giận, vì sự giận ở trong lòng kẻ ngu muội. Chớ nói rằng nhân sao ngày trước tốt hơn ngày bây giờ, vì hỏi vậy là chẳng khôn. Sự khôn ngoan cũng tốt bằng cơ nghiệp, nó có ích cho những người thấy mặt trời. Vì sự khôn ngoan che thân cũng như tiền bạc che thân vậy. Nhưng sự khôn ngoan thắng hơn, vì nó giữ mạng sống cho người nào đã được nó. Hãy xem xét công việc của Đức Chúa Trời, vì vật gì Ngài đã đánh công, ai có thể làm ngay lại được. Trong ngày thới thạnh hãy vui mừng, trong ngày tai nạn hãy coi chừng. Vì Đức Chúa Trời đặt ngày này đối với ngày kia, hầu cho người đời chẳng thấy trước đặng điều sẽ xảy ra sau mình. Trong những ngày hư không của ta, ta đã thấy cả điều này. Người công bình tuy công bình cũng phải hư mất, và kẻ hung ác tuy hung ác lại được trường thọ. Chớ công bình quá, cũng đừng làm ra mình khôn ngoan quá, cớ sao làm thiệt hại cho mình. Cũng chớ nên hung hăng quá, và đừng ăn ở như kẻ ngu muội, cớ sao ngươi chết trước kỳ định. Ngươi giữ được điều này ấy là tốt, mà lại cũng đừng nới tay khỏi điều kia. Vì ai kính sợ Đức Chúa Trời, ắt tránh khỏi mọi điều đó. Sự khôn ngoan khiến cho người khôn có sức mạnh hơn là 10 kẻ cai trị ở trong thành. Thật, chẳng có người công bình ở trên đất làm điều thiện mà không hề phạm tội. Chớ để lòng về mọi lời người ta nói, e ngươi nghe kẻ tôi tớ mình chửi rủa mình chăng? Vì thường khi lòng ngươi cũng biết mình đã rủa kẻ khác. Ta đã lấy sự khôn ngoan nghiệm xét mọi sự ấy. Ta nói rằng ta sẽ ở khôn ngoan, nhưng sự khôn ngoan cách xa ta. Vả điều chi xa quá, điều chi sâu thẳm lắm, ai có thể tìm được. Ta lại hết lòng chuyên lo cho hiểu biết, xét nét, kiếm tìm sự khôn ngoan và chánh lý muôn vật, lại cho biết rằng gian ác là dại dột và sự dại dột là điên cuồng. Ta tìm thấy một điều cay đắng hơn sự chết. Ấy là một người đàn bà có lòng giống như lưới bẫy, tay tợ như dây tói. Ai ở đẹp lòng Đức Chúa Trời sẽ thoát khỏi nó, còn kẻ có tội sẽ bị nó vấn lấy. Kẻ truyền đạo nói, sau khi xem xét muôn sự từng điều từng vật đặng tìm chánh lý, thì này là điều ta tìm được. Ấy là lòng ta hãy còn tìm mà chưa tìm ra. Trong 1.000 người đàn ông, ta đã tìm được một người. Còn trong cả thảy người đàn bà, ta chẳng tìm được một ai hết. Nhưng này là điều ta tìm được. Đức Chúa Trời đã dựng nên người ngay thẳng, song loài người có tìm kiếm ra lắm mưu kế. Chương 8. Ai sánh được với người khôn ngoan? Ai biết giải nghĩa các vật? Sự khôn ngoan làm cho sáng sủa mắt người,
và đổi sắc nghiêm trang đi. Ta khuyên rằng, vì cớ lời thề cùng Đức Chúa Trời, khá gìn giữ mạng vua. Chớ vội lui ra khỏi trước mặt người, đừng ghi mài trong sự ác, vì vua làm điều chi đẹp lòng mình. Vả lại, lời vua có quyền, ai dám nói với người rằng, ngươi làm chi? Ai tuân theo lệnh người thì chẳng biết sự tai nạn, và lòng người khôn ngoan biết thì thế và phép lệ. Vì tuy loài người bị sự tai nạn bối rối nhiều, phàm sự gì cũng có thì thế và phép lệ. Vì người chẳng biết điều chi sẽ xảy đến, ai có thể nói trước được các việc sẽ xảy ra làm sao? Chẳng có ai cai trị được sinh khí để cầm sinh khí lại, lại chẳng ai có quyền về ngày chết. Trong khi tranh chiến, chẳng có sự miễn thứ. Sự gian ác nào cứu được kẻ làm ra nó? Ta có thấy các điều đó, ta chuyên lòng suy nghĩ về mọi việc làm ra ở dưới mặt trời. Có khi người này cai trị trên người kia mà làm tai hại cho người ấy. Ta cũng thấy những kẻ gian ác qua đời và được chôn bình yên, còn những người làm lành lại phải lìa khỏi nơi thành, bị người đồng thành quên đi. Ấy cũng là sự hư không. Bởi chẳng thi hành ngay án phạt những việc ác, nên lòng con loài người chuyên làm điều ác. Vì kẻ có tội làm ác 100 lần vẫn được trường thọ. Dầu vậy ta biết rằng, kẻ kính sợ trước mặt Đức Chúa Trời, sau rốt ắt được phước. Nhưng kẻ ác chẳng sẽ được phước, cũng sẽ không được sống lâu, vì đời nó giống như bóng qua. Ấy tại nó không kính sợ trước mặt Đức Chúa Trời. Lại còn có một sự hư không khác trên thế gian. Lắm người công bình bị đãi theo công việc kẻ ác, và lắm kẻ ác lại được đãi theo công việc người công bình. Ta nói rằng điều đó cũng là sự hư không. Ta bèn khen sự vui mừng, bởi vì dưới mặt trời chẳng có điều gì tốt cho loài người hơn là ăn, uống và vui sướng. Vì ấy là điều còn lại cho mình về công lao trọn trong các ngày của đời mình mà Đức Chúa Trời ban cho mình dưới mặt trời. Khi ta chuyên lòng để học biết sự khôn ngoan, để hiểu mọi việc làm ra trên đất, thì ta thấy có người ngày và đêm không cho mắt ngủ, cũng thấy mọi công việc của Đức Chúa Trời, và hiểu biết người ta không thể dò được mọi việc làm ra dưới mặt trời. Dầu chịu cực nhọc ngần nào đặng tìm biết, cũng chẳng tìm được. Và dầu cho người khôn ngoan tưởng rằng sẽ chắc biết, thì cũng chẳng tìm được. Chương 9. Này là các việc khác mà ta đã suy nghĩ và chuyên lòng hiểu rõ ràng. Ta thấy người công bình và khôn ngoan luôn với việc làm của họ đều ở trong tay Đức Chúa Trời. Hoặc sự yêu hay là sự ghét, loài người chẳng biết rõ, thảy đều thuộc về cuộc tương lai. Mọi sự xảy đến cho mọi người như nhau, người công bình hay là kẻ hung ác, người hiền lành thanh sạch hay là người không thanh sạch, người dân của tế lễ hay là người không dân, người thiện hay là kẻ có tội, kẻ phát thề hay là người sợ lời thề, cả thảy đều đồng hưởng một số phận. Tai nạn lớn hơn ở dưới mặt trời, ấy là mọi người đồng gặp một số phận. Lòng loài người đầy dẫy sự hung ác và sự điên cuồng choáng trong lòng họ đang khi sống, rồi họ đi về cùng kẻ chết. Một người ở trong hội kẻ sống còn có sự trông mong, vì con chó sống hơn là sư tử chết. Kẻ sống biết mình sẽ chết, nhưng kẻ chết chẳng biết chi hết, chẳng được phần thưởng gì hết, vì sự kỷ niệm họ đã bị quên đi. Sự yêu, sự ghét, sự ganh gỗ của họ thảy đều tiêu mất từ lâu. Họ chẳng hề còn có phần nào về mọi điều làm ra dưới mặt trời. Hãy đi ăn bánh cách vui mừng và uống rượu cách hớn hở, vì Đức Chúa Trời đã nhận các công việc ngươi. Khá hằng mặc áo trắng, chớ thiếu dầu thơm trên đầu ngươi. Trọn các ngày của đời hư không ngươi mà Đức Chúa Trời ban cho ngươi dưới mặt trời. Hãy ở vui vẻ cùng vợ mình yêu dấu, vì đó là phần của ngươi trong đời này và là điều ngươi được
bởi công lao mình làm ở dưới mặt trời. Mọi việc tay ngươi làm được, hãy làm hết sức mình. Vì dưới âm phủ là nơi ngươi đi đến, chẳng có việc làm, chẳng có mưu kế, cũng chẳng có tri thức hay là sự khôn ngoan. Ta xây lại, thấy dưới mặt trời có kẻ lẹ làng chẳng được cuộc chạy đua, người mạnh sức chẳng được thắng trận, kẻ khôn ngoan không đặng bánh, kẻ thông sáng chẳng hưởng của cải, và người khôn khéo chẳng được ơn. Vì thời thế và cơ hội xảy đến cho mọi người. Lại, loài người chẳng hiểu biết thời thế của mình. Như cá mắc lưới, chim phải bẫy dò thế nào, thì loài người cũng bị vấn vương trong thời tai họa xảy đến thình lình thế ấy. Ta cũng đã thấy sự khôn ngoan này dưới mặt trời, thật lấy làm cả thể. Có thành nhỏ kia được một ít dân sự, một vua cường thạnh đến vây hãm nó, đắp những lũy cao lớn cùng nó. Vả trong thành ấy có một người nghèo mà khôn, dùng sự khôn ngoan mình giải cứu thành ấy. Xong về sau không ai nhớ đến người nghèo đó. Ta bèn nói rằng sự khôn ngoan hơn sức mạnh, nhưng mà sự khôn ngoan của người nghèo bị khinh dễ, và lời nói của người không ai nghe. Lời của người khôn ngoan được nghe tại nơi êm lặng, còn hơn tiếng kêu la của kẻ cai trị trong đám dại dột. Sự khôn ngoan hơn đồ binh khí, nhưng chỉ một người có tội phá hủy được nhiều sự lành. Thi Thiên 35. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy cãi cọ cùng kẻ cãi cọ tôi, hãy chinh chiến với kẻ chinh chiến cùng tôi. Xin hãy cầm lấy khiên nhỏ và lớn chổi dậy đặng giúp đỡ tôi. Xin hãy rút giáo cản đường kẻ nào rượt theo tôi. Hãy nói cùng linh hồn tôi, ta là sự cứu rỗi ngươi. Nguyện kẻ tìm giết mạng sống tôi phải bị hổ thẹn và sỉ nhục. Ước gì kẻ toan hại tôi phải lui lại và bị mắc cỡ. Nguyện chúng nó như trấu bị gió thổi đùa. Cầu xin Thiên Sứ Đức Giê-hô-va đuổi chúng nó đi. Nguyện đường chúng nó phải tối mịt và trơn trượt. Cầu Thiên Sứ Đức Giê-hô-va đuổi theo chúng nó. Vì vô cớ chúng nó gài kín lưới cho tôi, và vô cớ đào một cái hầm cho linh hồn tôi. Nguyện tai họa không ngờ đến hãm áp nó. Ước gì lưới nó gài kín bắt lại nó. Nguyện nó sa vào đó và bị diệt đi. Linh hồn tôi sẽ vui vẻ nơi Đức Giê-hô-va, mừng rỡ về sự cứu rỗi của Ngài. Các xương cốt tôi sẽ nói, hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ giải cứu người khốn cùng khỏi kẻ mạnh hơn người, cứu người khốn cùng và kẻ thiếu thốn khỏi đứa cướp lột. Vậy có ai giống như Ngài chăng? Những chứng gian dấy lên tra hỏi những việc tôi không biết đến. Chúng nó lấy dữ trả lành, linh hồn tôi bị bỏ sụi. Còn tôi, khi chúng nó đau, tôi bèn mặc lấy bao, kiêng ăn ép linh hồn tôi. Lời cầu nguyện tôi trở vào ngực tôi. Tôi cư xử dường như là bạn hữu hay là anh em tôi. Tôi buồn, đi cúi xuống như kẻ than khóc mẹ mình. Nhưng trong lúc tôi bị gian nan, chúng nó bèn nhóm lại vui mừng. Những kẻ cáo gian đều nhóm lại nghịch cùng tôi, song tôi chẳng biết. Chúng nó cấu xé tôi không ngừng. Chúng nó nghiến răng nghịch tôi với những kẻ ác tệ hay nhạo báng. Chúa ơi, Chúa chịu xem điều ấy cho đến chừng nào? Xin hãy cứu vớt linh hồn tôi khỏi sự phá tan của chúng nó, và rút mạng sống tôi khỏi sư tử. Tôi sẽ cảm tạ Chúa trong hội lớn, ngợi khen Ngài giữa dân đông. Cầu xin chớ cho những kẻ làm thù nghịch tôi vô cớ mừng rỡ về tôi, cũng đừng để các kẻ ghét tôi vô cớ nheo con mắt. Vì chúng nó chẳng nói lời hòa bình, nhưng toan phỉnh gạt các người hiền hòa trong xứ. Chúng nó hả miệng hoác ra nghịch tôi mà rằng, ha ha, mắt ta đã thấy điều đó rồi. Đức Giê-hô-va ơi, Ngài đã thấy điều ấy, xin chớ làm thinh. Chúa ơi, chớ gian xa tôi. Hỡi Đức Chúa Trời là Chúa tôi, hãy tỉnh thức, hãy trỗi dậy để phán xét tôi công bình và binh vực duyên cớ tôi. Hỡi Giê-hô-va, Đức Chúa Trời tôi,
hãy đoán xét tôi tùy sự công bình của Chúa. Chớ để chúng nó vui mừng vì cớ tôi. Chớ để chúng nó nói trong lòng rằng, à, kìa, điều chúng ta ước ao đó. Hoặc nói rằng, chúng ta đã nuốt trọn nó rồi. Phàm kẻ nào vui mừng về sự tai họa tôi, nguyện họ đều bị hổ thẹn và mắc cỡ. Phàm người nào dấy lên cùng tôi cách kiêu ngạo, nguyện họ đều bị bao phủ xấu hổ và sỉ nhục. Còn ai binh duyên cớ công bình tôi, nguyện họ đều reo mừng. Nguyện họ thường nói không ngớt. Đáng tôn trọng Đức Giê-hô-va thay là đấng vui cho tôi tớ Ngài được may mắn. Vậy, lưỡi tôi sẽ thuật sự công bình Chúa và trọn ngày ngợi khen Chúa. Thơ của Phao-lô gửi cho người Roma, chương 1. Phao-lô, tôi tớ của Đức Chúa Giê-xu Christ, được gọi làm sứ đồ để riêng ra đặng giảng tin lành Đức Chúa Trời. Là tin lành xưa kia Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri Ngài mà hứa trong Kinh Thánh. Về con Ngài, theo xác thịt thì bởi dòng dõi vua David sinh ra. Theo thần linh của Thánh Đức thì bởi sự sống lại của Ngài từ trong kẻ chết, được tỏ ra là con Đức Chúa Trời có quyền phép, tức là Đức Chúa Giê-xu Christ Chúa chúng ta. Nhờ Ngài, chúng ta đã nhận lãnh ân điển và chức sứ đồ để đem mọi dân ngoại đến sự vâng phục của đức tin vì danh Ngài. Trong các dân ấy, anh em cũng đã được gọi bởi Đức Chúa Giê-xu Christ. Gửi cho hết thảy những người yêu dấu của Đức Chúa Trời tại thành Roma, được gọi làm thánh đồ. Nguyện cho anh em được ân điển và sự bình an từ nơi Đức Chúa Trời Cha chúng ta và từ nơi Đức Chúa Giê-xu Christ. Trước hết, tôi nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ vì hết thảy anh em mà tạ ơn Đức Chúa Trời tôi về đức tin anh em đã đồn khắp cả thế gian. Vì Đức Chúa Trời mà tôi lấy tâm thần hầu việc, bởi sự giảng tin lành của con Ngài làm chứng cho tôi rằng tôi nhắc đến anh em không thôi trong mọi khi tôi cầu nguyện, thường xin Đức Chúa Trời bởi ý muốn Ngài, sau lại có thể gặp dịp tiện đi đến nơi anh em. Thật vậy, tôi rất mong mỏi đến thăm anh em, đặng thông đồng sự ban cho thiêng liêng cùng anh em, hầu cho anh em được vững vàng, tức là tôi ở giữa anh em, để chúng ta cùng nhau dục lòng mạnh mẽ bởi đức tin chung của chúng ta, nghĩa là của anh em và của tôi. Và hỡi anh em, tôi chẳng muốn anh em không biết rằng đã ghe phen tôi toan đi thăm anh em, đặng hái trái trong anh em cũng như trong dân ngoại khác. Song về sự đó tôi bị ngăn trở cho đến bây giờ. Tôi mắc nợ cả người Grec lẫn người giả mang, cả người thông thái lẫn người ngu dốt. Ấy vậy, hễ thuộc về tôi thì tôi cũng sẵn lòng rao tin lành cho anh em là người ở thành Roma. Thật vậy, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giuđa, sau là người Grec. Vì trong tin lành này có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa. Như có chép rằng, người công bình sẽ sống bởi đức tin. Và cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật. Vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ. Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi. Bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy khi người ta xem xét công việc của Ngài. Cho nên họ không thể chữa mình được. Vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài nữa, song cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Họ tự xưng mình là khôn ngoan mà trở nên điên dại. Họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát lấy hình tượng của loài người hay hư nát, hoặc của điểu, thú, côn trùng. Cho nên Đức Chúa Trời đã phó họ sa vào sự ô uế theo lòng ham muốn mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể mình nữa, vì họ đã đổi lẽ thật Đức Chúa Trời lấy sự dối trá,
kính thờ và hầu việc loài chịu dựng nên, thế cho đấng dựng nên là đấng đáng khen ngợi đời đời. Amen. Ấy vì cớ đó mà Đức Chúa Trời đã phó họ cho sự tình dục xấu hổ, vì trong vòng họ những người đàn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác nghịch với tính tự nhiên. Những người đàn ông cũng vậy, bỏ cách dùng tự nhiên của người đàn bà mà uông đốt tình dục người này với kẻ kia. Đàn ông cùng đàn ông phạm sự xấu hổ, và chính mình họ phải chịu báo ứng xứng với điều lầm lỗi của mình. Tại họ không lo nhìn biết Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu, đặng phạm những sự chẳng xứng đáng. Họ đầy dẫy mọi sự không công bình, độc ác, tham lam, hung dữ, chan chứa những điều ghen ghét, giết người, cãi lẫy, dối trá, giận dữ, hay mắt, dèm chê, chẳng tin kính, sất sược, kiêu ngạo, khoe khoang, khôn khéo về sự làm dữ, không vâng lời cha mẹ, dại dột, trái lời giao ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không có lòng thương xót. Dầu họ biết mạng lệnh Đức Chúa Trời tỏ ra những người phạm các tội dựng ấy là đáng chết, thế mà chẳng những họ tự làm thôi đâu, lại còn ưng thuận cho kẻ khác phạm các điều ấy nữa. Chương 2. Vậy, hỏi người kia, ngươi là ai mặc lòng? Hễ đoán xét kẻ khác thì không thể chữa mình được, vì trong khi đoán xét họ, ngươi cũng lên án cho chính mình ngươi nữa. Bởi ngươi đoán xét họ mà cũng làm các việc như họ. Và chúng ta biết rằng sự phán xét của Đức Chúa Trời đối với kẻ làm những việc như thế là hiệp với lẽ thật. Hỡi người đoán xét kẻ phạm những việc dường ấy mà mình cũng phạm kia. Vậy ngươi tưởng rằng chính mình ngươi sẽ tránh khỏi sự phán xét của Đức Chúa Trời sao? Hay là ngươi khinh dễ sự dư dật của lòng nhân từ, nhịn nhục, khoan dung Ngài, mà không nhận biết lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đem ngươi đến sự ăn năn sao? Bởi lòng ngươi cứng cỏi, không ăn năn, thì tự chấp chứa cho mình sự giận về ngày thạnh nộ, khi sẽ hiện ra sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời, là đấng sẽ trả lại cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Ai bền lòng làm lành, tìm sự vinh hiển, sự tôn trọng và sự chẳng hề chết, thì báo cho sự sống đời đời. Còn ai có lòng chống trả, không vâng phục lẽ thật mà vâng phục sự không công bình, thì báo cho họ sự giận và cơn thạnh nộ. Sự hoạn nạn khốn khó giáng cho mọi người làm ác, trước cho người Giu-đa, sau cho người Gê-rét. Nhưng vinh hiển, tôn trọng cùng sự bình an cho mọi người làm lành, trước cho người Giu-đa, sau cho người Gê-rét. Vì trước mặt Đức Chúa Trời chẳng vị nể ai đâu. Phàm những kẻ không luật pháp mà phạm tội cũng sẽ không luật pháp mà hư mất, còn những kẻ có luật pháp mà phạm tội thì sẽ bị luật pháp đoán xét. Vì chẳng phải kẻ nghe đọc luật pháp là người công bình trước mặt Đức Chúa Trời, bèn là kẻ làm theo luật pháp được xưng công bình vậy. Vả dân ngoại vốn không có luật pháp, khi họ tự nhiên làm những việc luật pháp dạy biểu, thì những người ấy dầu không có luật pháp cũng tự nên luật pháp cho mình. Họ tỏ ra rằng việc mà luật pháp dạy biểu đã ghi trong lòng họ, chính lương tâm mình làm chứng cho luật pháp. Còn ý tưởng mình, khi thì cáo giác mình, khi thì binh vực mình. Ấy là điều sẽ hiện ra trong ngày Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Giêsu Christ mà xét đoán những việc kín nhiệm của loài người, y theo tin lành tôi. Còn ngươi mang lấy danh người Giu-đa, yên nghỉ trên luật pháp, khoe mình về Đức Chúa Trời ngươi, hiểu ý muốn Ngài và biết phân biệt phải trái, vì ngươi đã được luật pháp dạy. Khoe mình làm người dẫn đường cho kẻ mù, làm sự sáng cho kẻ ở nơi tối tăm, làm thầy kẻ ngu, làm người dạy kẻ tầm thường. Trong luật pháp có mẫu mực của sự thông biết và của lẽ thật. Vậy ngươi dạy dỗ kẻ khác mà không dạy dỗ chính mình ngươi sao? Ngươi giảng rằng chớ nên ăn cắp mà ngươi ăn cắp. Ngươi nói rằng chớ nên phạm tội tà dâm mà ngươi phạm tội tà dâm. Ngươi gớm ghét hình tượng mà cướp lấy đồ vật của hình tượng.
ngươi khoe mình về luật pháp, mà bởi phạm luật pháp làm nhục đến Đức Chúa Trời. Vì bởi cớ các ngươi nên danh Đức Chúa Trời bị nói phạm trong vòng người ngoại, như lời đã chép. Thật thế, nếu ngươi làm theo luật pháp thì phép cắt bì có ích, còn nếu ngươi phạm luật pháp thì dầu chịu cắt bì cũng như không. Vậy nếu kẻ chưa chịu cắt bì giữ các điều răn của luật pháp, thì sự chưa chịu cắt bì đó há chẳng cầm như đã chịu sao? Kẻ vốn không chịu cắt bì mà làm trọn luật pháp sẽ đoán xét ngươi là kẻ dẫu có chữ của luật pháp và phép cắt bì lại phạm luật pháp. Vì người nào chỉ bề ngoài là người Giu-đa thì không phải là người Giu-đa, còn phép cắt bì làm về xác thịt ở ngoài thì không phải là phép cắt bì, nhưng bề trong là người Giu-đa mới là người Giu-đa. Phép cắt bì bởi trong lòng, làm theo cách thiêng liêng, không theo chữ nghĩa mới là phép cắt bì thật. Một người Giu-đa như vậy được khen ngợi chẳng phải bởi loài người, bèn là bởi Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài mỗi ngày mới ngày ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.